phần đâu. Đây này mà. Đây đây, không cơi đâu. Chẳng nghĩ là nhiều chỉ như đây mà có gì đâu. Cái ngon của nó mà cái chi đâu mà cái tàu đâu. Như này là loe à? Ơ? Cái đấy là gạt lê. Nhưng mà cái này có cần lê đâu. Máy không cần lê. Cần gì phải lắp cái này, cái này nó chỉ là dây hôi mà. Dây hôi nhưng mà nó nhiều lúc nó... Lúc nó chạy sang ra đấy. Nó thưa. Cái này nó chạy từ đây lên mà. Cái này rút ở đây, cầm được. Cái ấy đâu? Đi cái lê cái khác. Cái này là cái máy kia kìa. Máy cho tháo ra cái máy hỏng cũng kìa. Cũng đoạn bố cái máy kìa. Không phải là của máy họ để ra đâu. À, có thiếu cái doang. Doang bên này nó liền đây rồi. Bỏ đi. Rất à? Nhưng mà cái tí móc này không có ra đâu. Mỗi cái chỗ ốp thôi. Kệ. Cái đấy không sao đâu. Ở đâu? Bảo lắp cái này cho mà. Không gì. À cái này. Cái của chú ơi. Đi bảo là lắp cái của cháu cho mà. Lắp cái của cháu còn gì nữa. Ờ đúng rồi. Ít quá. Thế nào nó rò sang đây. Đâu? Rò đâu? À lúc nãy làm rò ra. Thế lúc nãy mình ấy mà. Rò đâu? Bơm ngon đấy. Cái này là định lấy về định lắp máy, lắp máy con máy của ông bác này này. Lấy về sửa cho ông lắp cái chế này vào cho ông nó ăn ít xăng. Lắp cái này vào nó chấm đó mẹ. Cho tí ra tí nữa. Cái chỗ này nó có cách nhưng mà nó có cách được biển đâu. Cái đây bao nhiêu tiền? Cái nào? Chế. Chế chú có gì đưa cho cháu 130 đi, lấy ít thôi. Chưa có tiền đâu. Ba là lấy ít lắm rồi đấy. Nó toàn bán 200 thôi. Vừa bán vừa rút. Ôi,